Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với giáo xứ Long Tân huyện Đất Đỏ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình ông Nguyễn Văn Năng, đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Nhà tình nghĩa quân dân do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Năng, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ là ngôi nhà cấp 4 có diện tích 63m². Trong đó, đất do giáo xứ Long Tân vận động trao tặng. Công trình có quy mô 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng vệ sinh và phòng tắm, mái lợp tôn, trần thạch cao. Tổng kinh phí dự toán là 150 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp 70 triệu đồng, giáo xứ Long Tân hỗ trợ công xây dựng. Công trình dự kiến thi công trong thời gian 30 ngày và tổ chức trao tặng trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ ngày 28 tháng 3.